xin chào mọi người đã quay trở lại với Sĩ Thanh Channel. Sắp tới Giáng sinh rồi, đây là mùa lễ đẹp nhất trong năm luôn. Cho nên là nhân dịp Noel sắp tới thì Sĩ Thanh cũng muốn gửi đến những cái tip mà Sĩ Thanh muốn tất cả các bạn gái, những ai xem clip của Sĩ Thanh sẽ thật là rực rỡ và lung linh trong ngày lễ Giáng sinh. Và sau đây sẽ là những kiểu tóc và những bộ trang phục mình nên diện và lấy em có thích như thế nào để cái mùa lễ hội mình đẹp nhất trong năm mình cũng sẽ thiệt là đẹp và xinh. Và sau đây là những bộ trang phục mà Sun recommend, cũng là những kiểu tóc Sun recommend cho mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thích nha. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Sĩ Thanh. Kiểu tóc đầu tiên là kiểu tóc búi cao và làm xoăn ở đuôi. Thật ra để làm kiểu tóc này thì Thanh đã phải gắn thêm hai phím tóc dài. Các bạn có thể mua ngoài, rất là nhiều chỗ bán. Phần trước thì Thanh để mái, kiểu tóc này sẽ làm cho bạn rất là trẻ trung xinh đẹp. Kết hợp với là chiếc đầm màu trắng, hai dây đính kim loại như vậy ôm sát body, nó sẽ làm cho bạn nổi bật như một công chúa tuyết mùa Giáng sinh. Tiếp tục với kiểu tóc này, bạn có thể kết hợp với là đầm nhung màu đen đính đá hai bên cho những cô nàng cực kỳ thích vẻ sang trọng và quý phái trong đêm Giáng sinh. Có thể đi chơi, đi tiệc gì đều được hết. Chất liệu thun len và chất liệu nhung đặc biệt rất phù hợp cho mùa lễ Giáng sinh nha. Kiểu tóc thứ hai là kiểu tóc xõa buông dài uốn gọn, thì kiểu tóc này khỏi phải nói, automatic sẽ làm cho bạn gợi cảm và sexy. Kết hợp với là đầm len kim tuyến màu đỏ và màu xám đen, đây là hai màu chủ đạo của mùa Giáng sinh luôn, cho nên là outfit và kiểu tóc này thì quá hợp cho mình đi quẩy ngày Giáng sinh và lễ hội đúng không nè. Còn đây sẽ là kiểu tóc dành cho những cô nàng yêu thích sự trẻ trung và cá tính. Cột tóc hai búi và mình có thể đính thêm một cái chút trang sức ở trên đó sẽ làm cho mình nổi bật hơn trong đêm Giáng sinh. Kết hợp với lại đầm hai dây đính đá, kiểu dáng đầm này vừa làm cho bạn toát lên sự trẻ trung năng động và vừa toát lên cái sự sang trọng và quý phái. Thank you. Sometimes I still think about how. Kiểu tóc cuối cùng dành cho những quý cô cổ điển yêu thích sự sang trọng và quý phái, rất là thích hợp khi bạn diện ở hội tiệc và cũng cực kỳ là dễ làm. Mình chỉ cần đánh phông ở phía trên đầu và ở đuôi, mình làm cong một chút xíu thôi. Đầm nhung hồng và nhung đen khoét ở vai, tay dài sẽ làm cho bạn thêm phần quyến rũ chết người. Và xong, đó là những kiểu tóc và những bộ trang phục mình sẽ highly recommend mọi người sẽ thực hiện để mình trở nên lung linh và xinh xắn nhất trong mùa lễ đẹp nhất là mùa lễ Giáng sinh của năm. Những kiểu tóc cũng cực kỳ là dễ làm luôn, Sanh đã hướng dẫn. Và đặc biệt những bộ trang phục mà Sanh diễn trong clip ngày hôm nay đều có trên Sita Beauty, kênh fashion của Sĩ Thanh. Những bộ đồ Sanh đều có ở trên đó và Sanh đã có những bộ sưu tập thời trang rất là xinh xắn để bán cho mọi người nhân dịp cuối năm và nhân dịp lễ nữa. Ngoài những bộ đồ này ra, Sanh còn rất là nhiều bộ đồ khác rất là đẹp, fashion, đặc biệt là rất là ngon, bổ rẻ và cả đồ make up. Nói chung là mọi người phải vào follow liền Sita Beauty nha. Hy vọng là mọi người sẽ thích clip này của Sĩ Thanh, cũng như đừng quên subscribe kênh YouTube của Sĩ Thanh. Không quên giúp cho mọi người có một đêm Giáng sinh thiệt là an lành, mùa lễ Giáng sinh thiệt là hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu. Còn bây giờ, bye bye! Merry Christmas!